Hello, tôi thủ đô xin hân hạnh kính chào quý vị. Hôm nay chúng tôi lại về một mẫu xe Land Cruiser sản xuất 2017. Một chiếc xe được chủ nhân đã độ phần ngoài lên một phiên bản của Land Cruiser Trung Đông, gồm một bộ la răng 20 inch và một body kit có rửa đèn, có cam 360, một bậc lên xuống để chân cứng ốp vào thân xe. Bên trong nội thất thì đã được chủ nhân lên một cái màn hình Android rất là chất. Chiếc xe thì mang động cơ 4.6 và một chiếc xe không còn được sản xuất với động cơ lớn nữa rồi. Xe thì được chủ nhân trang bị thêm một chiếc móc kéo đằng sau cùng một bộ hộp điện rất là chất. Anh chị em thực sự là quan tâm liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0989980380, Sàn ô tô thủ đô, chuyên cung cấp các dòng xe siêu sang siêu lướt. Địa chỉ số 3 Nguyễn Văn Huyên, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội. Xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.